Hiện nay sản phẩm serum Balance Vitamin C đã và đang chiếm lĩnh trên các trang mạng xã hội, đặc biệt hơn cả là các diễn đàn như TikTok, Facebook, bởi sản phẩm mang đến chất lượng cao mà giá thành lại bình dân. Dòng sản phẩm này giúp bạn có được làn da trắng sáng và se khít lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn hiệu quả. Liệu sản phẩm này có tốt và hiệu quả không? Thì trong video này, shop sẽ review cụ thể hơn về dòng serum Balance Vitamin C, đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình, để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này, vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Serum Balance Vitamin C có tốt không chẳng còn là một dấu chấm hỏi lớn nữa, bởi 90% người dùng sản phẩm này đều phản hồi rất tích cực và tới thời điểm hiện tại trên các diễn đàn, các hội nhóm về làm đẹp chưa có một phàn nàn hay chê sản phẩm này không tốt hay lừa đảo gì cả. Bởi vì trong serum Balance Vitamin C có bảng thành phần cam kết nói không với chất bảo quản, chất độc hại nên yên tâm sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó, dòng serum này còn chứa hàm lượng vitamin C tối ưu 9% và nhiều hoạt chất siêu cấp ẩm, giúp da ngạn ngời tươi sáng hơn rất nhiều. Chính vì vậy serum này đã chiếm được lòng tin của đại đa số chị em phụ nữ. Khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng serum Balance Vitamin C. Hầu hết mọi người đều đánh giá và khen sản phẩm này khá tốt hợp với da của mình. Điều quan trọng nhất là nó làm trắng sáng da, loại bỏ đi vùng da khô và bị xỉn màu và làm mờ vết thâm mụn, nám rất hiệu quả. Theo trải nghiệm của nhiều khách hàng đã và đang sử dụng serum Balance Vitamin C đã mua của shop mình, thì hầu hết khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất ở sản phẩm là khả năng cung cấp độ ẩm tự nhiên cho làn da, giúp cho làn da không bị khô khan thiếu sức sống. Nhiều khách hàng khác thì sau một thời gian trải nghiệm sử dụng sản phẩm này thì lại cảm thấy thích nhất ở tính năng là tái tạo collagen, giữ da săn chắc với độ đàn hồi tự nhiên. Khi ra ngoài thì cảm giác mình xinh đẹp hơn, tự tin hơn rất nhiều. Nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được, những ai đã dùng serum Balance Vitamin C này đều khen cả. Đó là lý do mà bạn có thể mua serum Balance Vitamin C về dùng để cải thiện cho làn da của mình hơn. Serum Balance Vitamin C hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán serum Balance Vitamin C hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.